Đừng gian lận với tôi, em vẫn còn trẻ. Giáo viên toán chuẩn bị tăng tốc. Phóng nhanh và dữ dội. Đồng ý, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào cậu. Tôi không thể đổi kịp ở khoảng cách này. Đừng ép buộc bản thân, cậu sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ đến thế nào. Ý cậu là gì? Tôi đã nói với mẹ cậu về điểm không trong bài kiểm tra rồi. Nếu cậu không bỏ chạy, cậu sẽ phải chịu số phận. Con đã lừa dối mẹ, dừng lại đi. Mẹ ơi, con sai rồi. Tôi tuyên bố nhà vô địch của cuộc đua này là đội chó ngôi sao.